Sâm Yến Hình Phát xin kính chào quý khách. Bạn bị viêm loét dạ dày đã lâu năm không khỏi dù áp dụng nhiều phương pháp điều trị tích cực. Bạn bị viêm phế quản, ho khan, ho có đờm gây khó chịu cho bản thân và những người xung quanh. Hệ miễn dịch của bạn quá yếu kém, dễ cảm lạnh, cảm cúm, sổ mũi khi thời tiết thay đổi. Bây giờ, bạn có thể dễ dàng vứt đi những nỗi bận tâm đó nhờ có mật ong Manuka New Zealand 400+. Đây chính là sản phẩm mà Sâm Yến Hình Phát muốn giới thiệu đến quý khách hàng ngày hôm nay. Đất nước New Zealand vốn tự hào khi sở hữu loại mật ong từ hoa Manuka với khả năng kháng khuẩn cao nhất cùng rất nhiều lợi ích vượt trội so với các loại mật ong thông thường. Mật ong từ hoa Manuka thường được thu hoạch vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm và được đưa ngay vào phòng thí nghiệm để kiểm tra độ kháng khuẩn trước khi đưa ra thị trường. Mật ong Manuka New Zealand 400+ do công ty Manuka Hill New Zealand chịu trách nhiệm thu hoạch, kiểm định và phân phối trên toàn thế giới. Chúng cũng được công nhận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ trong việc chữa trị các vết thương. Sản phẩm gồm 100% mật ong nguyên chất thu hoạch từ hoa Manuka chứa hàm lượng hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên methylliosan, gọi tắt là MCO, lên đến 400mg trên 1kg mật ong. Điều này chứng tỏ mật ong này có khả năng hỗ trợ điều trị viêm nhiễm hiệu quả nên được mệnh danh là kháng sinh tự nhiên của thế giới. Đây chính là bên trong sản phẩm mật ong Manuka New Zealand 400+. Sản phẩm có màu vàng sẫm cùng độ đặc sánh gấp nhiều lần các loại mật ong thông thường. Hương vị của mật ong Manuka cũng khá đặc biệt. Chúng thơm nhẹ, không quá ngọt nên có thể sử dụng trực tiếp cho trẻ em trên 2 tuổi. Mật ong Manuka mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như hỗ trợ điều trị đau dạ dày, viêm dạ dày, trào ngược dạ dày, giảm cảm giác đau rát họng do viêm nhiễm, viêm thực quản do dị ứng gây ra, ngăn ngừa hiệu quả cảm lạnh, cảm cúm do thời tiết, sức đề kháng yếu, bồi bổ cơ thể, bổ sung dinh dưỡng cho người ăn uống kém, sát trùng, làm lành vết thương, mụn nhọt hiệu quả. Mỗi lần, bạn có thể sử dụng từ 3-5g mật ong trước bữa ăn 30 phút. Mỗi ngày dùng từ 2-3 lần bằng cách ăn trực tiếp hoặc pha vào nước ấm hoặc nước trái cây để thưởng thức. Sản phẩm ngoài uống trực tiếp có thể dùng để sát trùng bên ngoài các vết thương hoặc đắp trực tiếp dưỡng da giúp da trắng sáng, ngừa mụn nám hiệu quả. Mật ong Manuka New Zealand 400+ đang được bán chính hãng tại Thịnh Phát với giá 3.600.000 đồng cho một lọ 500g. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất. Có 3 cách để quý khách có thể mua được sản phẩm tại Thịnh Phát. Cách thứ nhất, quý vị có thể đến trực tiếp showroom Sâm Yến Thịnh Phát, số 853-855 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng về công dụng cũng như hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách tận tình. Cách thứ hai, quý vị có thể gọi vào hotline 090-77-999-88 để được tư vấn trực tiếp và đặt mua sản phẩm. Cách thứ ba, truy cập website nhansamthinhphat.com hoặc samyenthinhphat.com để xem thông tin chi tiết của sản phẩm và đặt hàng. Quý vị yên tâm là chúng tôi có dịch vụ giao hàng nhanh thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Sản phẩm sẽ đến tay người tiêu dùng trong vòng 12 giờ, nội ô thành phố Hồ Chí Minh và từ 2-4 ngày đối với các tỉnh thành khác.